chuẩn bị ở đây từ nay về sau luôn, các bạn thấy nó rộng không? Quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Mình là chị Duy Tú nè các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ làm một cái hành trình từ quê đi Sài Gòn, và mình sẽ tìm lại những ký ức mà những năm trước mình bị mắc cân bạc. Thiệt sự là mình lên Sài Gòn để mà vừa đi học vừa làm YouTube. Mình lên Sài Gòn chủ yếu là mình học tiếng Anh nè, tìm hiểu nhiều thứ nữa các bạn. Còn ở quê thì nó không có nhiều giống như là ở chảnh. Ở chảnh người ta rất là tiên tiến luôn. Mình học tiếng Anh là buổi tối, còn ban ngày thì mình sẽ làm video và đăng lên cho các bạn xem nha. Mong là các bạn hãy ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Không phải là đi Sài Gòn, các bạn nghĩ mình đi Sài Gòn sẽ thay đổi tất cả mọi thứ. Không có đó các bạn. Mình lên chảnh chủ yếu là mình tập trung vào học nè, vừa học vừa quay clip cho các bạn xem. Mình phải lo cho tương lai của mình sau này, và sau này mình cũng phải lo cho ba cho mẹ mình nữa. Nên mình quyết định đi lên Sài Gòn để mà thay đổi tất cả mọi thứ luôn. Nhưng mà bản thân mình sẽ không bao giờ thay đổi, mình vẫn là Triệu Duy Tú như hồi xưa tới giờ các bạn xem video của mình thôi. Mình sẽ đi bằng cái chiếc 4 chỗ này đi lên tới Sài Gòn. Thì từ chỗ mình đi lên Sài Gòn thì nó 5 tiếng. Nói chung là rất là xa luôn. Đồ thì mình đã để vô đây hết rồi các bạn ơi. Mong là các bạn đừng suy nghĩ khác về mình nha. Thật sự nếu không có các bạn thì mình chẳng có ngày hôm nay đâu. Và cái tên Triệu Duy Tú chẳng ai biết tới đâu. Thật sự có các bạn mình mới có được ngày hôm nay. Chủ yếu là mình lên đó để mà ôm lại những kiến thức mà mình đã mắc từ trước đến giờ. Mình phải đi học lại tiếng Anh. Các bạn biết tiếng Anh rất là quan trọng luôn. Hồi lúc trước mình không lo học nè, mình lo chơi á các bạn, giống như là còn nhỏ chả biết gì lo chơi không mà. Thì bây giờ phải đi học lại tiếng Anh, rồi phải học thật là giỏi tiếng Anh mới giúp được tương lai của mình sau này. Chứ không phải là mình lên đó để mà ăn chơi các kiểu gì đâu. Thật sự không phải đâu các bạn. Mình phải đi học, mình phải thật là giỏi để ba mẹ mình tự hào về mình. Ai thay đổi chứ, mình chẳng bao giờ thay đổi. Mình vẫn là mình thôi các bạn ơi. Các bạn cứ tin mình nha. Tú mới ớt của mấy bà đây nè. Từ trên xuống dưới của mình toàn là đồ huyền thoại không các bạn ơi. Rồi mình sẽ đi bằng chiếc xe đó đó. Đi lên tới chảnh thì chiều tối mới tới. Đây là nhà ngoại của chị Tiền nè. Mình đi chung với gia đình của chị Tiền các bạn ơi. Ở đây khung cảnh rất là đẹp, làm sao mình có thể quên được quê hương của mình đã sinh ra và lớn lên đúng không? Dễ gần luôn. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ đóng cửa lại. Và các bạn đi theo mình qua đây nha. Đây là một cái căn nhà của mình chuẩn bị ở đây từ nay về sau luôn, các bạn thấy nó rộng không? Đó.
ghê, tiếc là chưa có chìa khóa để mà mở. Cậu cười ngỗng ngơ chưa mở cửa cho mình mở vô nữa các bạn. Hồi mình sẽ đi vô trong. Còn bên đây á, ở đây á, xung quanh đây là cái vườn nhà nè các bạn thấy không, rất là đẹp và rất là mát luôn. Buổi sáng ở dưới đây á, mát hơn cái chỗ mình ở rất là nhiều. Bây giờ các bạn đi theo mình xuống đây nè. Bỏ dép luôn. Ác lắm luôn. Ok các bạn ơi, nếu như mà tính so với căn nhà này ở dưới mình đó thì nó rộng hơn rất là nhiều luôn, cực kỳ rộng luôn á. Thì nó sủa kìa. Có một cái xích đu. Đây. Mình mới vừa chuyển về với bạn thật sự luôn á. Rất là mệt luôn, từ quãng đường của mình lên 5 tiếng mấy đồng hồ, khá là xa. Chiều ra đây đu rất là mát luôn nè. Rồi bây giờ các bạn đi. Mình mới về hôm qua nên mọi thứ ở đây mình chưa có rành lắm các bạn ơi. Từ từ á, mình sẽ giới thiệu cho các bạn phòng làm việc của mình nó như thế nào. Rất là đẹp luôn nghe. Có mấy cái giường nữa nè các bạn ơi. Có sâu nữa má. Còn ở đây có một cái cửa. Cửa này chưa có. Cửa này mở được mà nó khóa trong rồi. Cửa này là đó đậu ba cái xe á. Cái xe ông ra ở trong á. Nên đậu xe. Mình thật sự là mới về mình sáng sớm thức dậy đi ra review luôn. Nhưng mình chưa có biết rằng ở đây. Thì chỉ giới thiệu cho các bạn xem là nơi ở hiện tại của mình nó như thế nào thôi. Đây là một cái đây nhà vệ sinh. Các bạn thấy nó rộng quá. Đứng cái đôi dép. Đây là cái kiến của mình ở trong đây. Các bạn thấy máy quay của mình không? Đây là máy quay của tôi đã nghe đi ra ngoài nè. Đi chị ơi. Có cây khói nè chị. Cây khói này mà chưa có trái nữa rồi. Chưa có trái nữa. Chưa. Chưa phải. Đâu, ư cháo cái gì hết. Đây. Ok. Ok, ở đây là đạo đạo như này. Còn ở dưới mình là đạo Phật các bạn ơi. Đây là bàn thờ. Đây là một cái nhà thờ ở ngoài trước. Còn đây á là bàn ghế các bạn ơi. Nè, ở trên đây nè. Đây là bộ bàn ghế các bạn ngồi. Còn ở đây là máy vi tính theo đây. Chiếc ít thấp. Và đây là xe của mẹ Huy. Đó, là xe mẹ của chị Tiền. Các bạn mình cũng gọi là mẹ nữa. Bây giờ mình mở ra nè. Đó. Chỗ mà nãy mình nói cho các bạn xem nè. Nè là cái chỗ này nè. Ở ngoài đây rất là mát luôn. Đó các bạn thấy không? Ở ngoài đây khá là mát luôn các bạn ơi. Ở ngoài đây rất là rộng luôn. Các bạn nhìn cho. Nè, đó. Rất là mát luôn nghe. Hơn là ở dưới quê nữa các bạn ơi. Không. Ok các bạn ơi, và đây là phòng của mình. Hiện tại là chưa để máy tính vô, chưa dọn dẹp gì hết. Và mình mới chuyển về đây thôi. Mới đi tắm xong các bạn ơi. Thì đây. Nó đây là cái phòng của tôi. Ngoài đây là một cái cửa sổ để mà nhìn ra ngoài các bạn ơi. Khi mà đóng lại thì nè, rất là mát luôn kìa. Nè, nhìn nó ngoài xa cái chỗ mà hồi nãy mình mới đi á. Đó, rồi đóng lại đi. Đây nè, cái chỗ này. Đây để nằm. Đây là cái giường. Đây là cái giường nè các bạn ơi. Đây, đây là chị Tiền. Người quay là em của chị Tiền. Và đây là em trai của chị Tiền. Mọc ú luôn nè. Đó, gia đình này ai cũng phải. Nè đây là cái chỗ mà tối mình nằm ở đây mình ngủ. Còn đây á, cái tủ mà để đồ nè. Này ghế có mở cái hả? Đồ á, tại vì đồ chưa sắp xếp rồi nó không cho tôi mở. Nhưng mà quay cho các bạn xem để các bạn biết là tủ này dùng để đồ. Ở đây không có kính. Ở trên đó là một cái máy lạnh.
Mấy mày rắn nhưng mà rắn còn ở bên đây là đèn mày ơi. Nè. Đó, này. Đó, đó là tối luôn nha, mở đèn nè. Đó. Sáng chưa? Mấy chỗ này nói chung là chưa dẹp dọn bồ bông bán trưởng luôn. Thôi cái giường này nè, nè nè nè. Chó này nè. Ok, đây là phòng của mình. Khi nào mà máy tính dọn dẹp xong là mình trang trí phòng của mình xong thì mình sẽ quay tiếp lại cho các bạn xem. Và giới thiệu căn phòng làm việc của mình nó như thế nào các bạn ơi. Ở các bạn thấy nó rộng không? Đó, các bạn thấy nó rộng chưa? Và chắc bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây thôi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình. Nếu thích cái video này, hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ nha. Xin chào các bạn. Bye bye. Bye bye.